các bạn tự tin là gì? Hương kìa. Hương đang lo. Em xin lỗi nhưng mà Theo các bạn tự tin là gì? Nhìn thẳng camera xong nói thôi. Tự tin chính bản thân mình. Thuyết trình trước nhiều người cũng là tự tin rồi ạ. Tự tin về một cái lĩnh vực nào đó thì cũng gọi là tự tin rồi. Bạn cảm thấy là bạn tự tin nhất điểm gì của mình? Trong mình hát hay. Tự tin vào công việc mình sẽ làm được à. Trong cuộc sống này ai là người truyền tự tin cho bạn nhiều nhất? Chồng mình. Cũng là bố mình luôn. Bố luôn. Vì bố là người rất tự tin trong cuộc sống và cống hiến rất là nhiều thứ. Vợ ông. À, chỉ kiểu có bà ấy mới làm được điều ấy biết không? Xin kính chào quý vị, hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm 2016. Trong một năm qua thì bên cạnh những thành công đạt được thì còn những thất bại. Nhưng mà cũng đừng quá buồn, bởi quý vị hãy ngồi lại với chương trình hôm nay để xem, để trao truyền niềm tin cuộc sống thông qua những câu chuyện của những người thiệt thòi, những con người luôn tự tin vào chính mình để làm nên những điều kỳ diệu. Và đó cũng là lý do mà vì sao chúng tôi lại mở đầu tiêu điểm ngày hôm nay bằng câu hỏi vui trên phố, tự tin là gì? Và tôi là Trúc Mai, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, lúc chúng ta còn nhỏ thì thường chỉ mải mê chơi và quan tâm đến các thú vui của con nít. Mấy ai để ý đến vấn đề tóc tai, quần áo hoặc là ngoại hình của mình đâu đúng không ạ? Nhưng đến khi chúng ta đi học cấp 1 rồi cấp 2 thì cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu nhận thức về vẻ bề ngoài của mình. Và lúc này thì chuyện đẹp xấu lại có sức ảnh hưởng rất nhiều đến sự tự tin của mỗi người. Những câu hỏi đại loại như là bạn sẽ làm gì khi bạn bị chê là ngoại hình xấu, hay là nếu không xinh, không sáng sủa thì liệu mình có thành công hay không, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Như là những thắc mắc của chú chuột Chi Hô trong bộ truyện được lấy cảm hứng từ chính một phần ký ức tuổi thơ của tác giả, một cô gái tên là Cao Nguyệt Nguyên chẳng hạn. Tôi là Cao Nguyệt Nguyên, sinh năm 1990, đến từ Quảng Ninh, bắt đầu học từ năm cấp 2. Tôi đã rất là buồn và tự ti bởi vì là khác các bạn khác là mình có hai cái răng cửa vừa hô lại còn dài hơn so với mọi người, nên là các bạn thường gọi tôi là một cái biệt danh là Hà Chuột. Mỗi một ngày đến trường cảm giác như là một cực hình vậy. Đây là mình, còn đây là cháu của mình, gọi mình bằng gì. Lúc nhỏ mình không dám tè tét như bây giờ, mình cười như thế này. Và có một cái câu chuyện là anh trai mình hơn mình 10 tuổi. Mình nói là nếu mà muốn cho răng ngắn lại và không bị hô nữa thì mỗi một buổi sáng trước khi thức dậy thì sẽ ghè cái răng của mình xuống dưới thành giường đúng 30 cái. Thì sau một tháng thì răng sẽ tự thụt vào và ngắn bớt đi. Tôi nghĩ đó là thật nên là buổi sáng nào cũng thế. Trước khi mà đánh răng rửa mặt hay là làm bất kỳ một cái việc gì khác thì việc đầu tiên mình nhớ đó là ghè răng thành giường. Bộ truyện tranh Chuột Chi Hô lên thành phố, mình muốn thực hiện nó để thứ nhất là tặng cho các bạn nhỏ và thứ hai nữa đó là tặng cho chính cái tuổi thơ đã qua của mình. Đêm hôm ấy, Chi Hô không thể nào ngủ được, cậu ngồi hàng giờ trước gương. Quả đúng là cái răng của mình dài hơn bình thường và nó lại hô nữa. Nhất định mình phải tìm cách làm cho nó ngắn lại mới được. Sau cái bộ Chuột Chi Hô lên thành phố này thì thậm chí cả những người lớn cũng sẽ có những cái nhìn lạc quan hơn về những cái khuyết điểm của bản thân mình. Chúng ta không ai là hoàn thiện cả, ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm riêng của mình. Cái vẻ đẹp ngoại hình nó chỉ chiếm một phần nào đó, còn tính cách và cái cách sống, cách đối xử với mọi người nó mới chiếm vai trò quan trọng. Câu chuyện của cô chuột Chi Hô Nguyệt Nguyên làm tôi liên tưởng đến một nữ nhà văn nổi tiếng Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter. Rowling là nhà văn giàu nhất nước Anh. Phải chăng là chiếc đũa thần của cậu bé phù thủy Harry đã biến một bà mẹ đơn thân sống trong khu nhà ổ chuột trở thành một nhà văn tỷ phú? Hay là một điều gì khác đã tạo nên những câu chuyện cổ tích? Bởi đũa thần thì chỉ có một và nó đã thuộc về Rowling rồi. Vậy thì với cô bé Diệu Liên ở thành phố Hồ Chí Minh, người có hoàn cảnh gần giống với Rowling, sinh năm 1997, nhà có hoàn cảnh khó khăn, chưa là một tỷ phú nhưng đã xuất sắc nhận được học bổng 7 tỷ đồng của trường đại học danh tiếng Harvard, thì thành công đến từ gì đây? Diệu Liên là cựu học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ của Liên là cô Nguyễn Thị Lộc, gắn bó với nghề lao công ở thành phố hơn 20 năm qua. Cô từng làm lao công cho nhiều trường đại học trong nội thành Sài Gòn và hiện đang làm ở ký túc xá Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
gia đình 4 người của Liên sống tại ngôi nhà nhỏ rộng chỉ chừng 17 m². Thế nhưng ngôi nhà này đã giúp cho Liên chăm chỉ học tập và thành công, đã mỉm cười với cô bé. Trong một bài phỏng vấn thì Diệu Liên có chia sẻ là từ nhỏ thì ba mẹ đã tập cho mình phải độc lập trong suy nghĩ, nghĩa là mình phải tự biết và tự chịu trách nhiệm những gì liên quan đến cuộc đời của mình. Còn khi được hỏi, hoàn cảnh gia đình cũng có những khó khăn nhất định. Nếu như người khác chỉ cần cố gắng 50% thì chắc hẳn là Diệu Liên lúc nào cũng phải nỗ lực đến 100%. Có khi nào bạn cảm thấy áp lực không? Thì cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực này đã chia sẻ, mình không áp lực, chưa bao giờ tự ti. Xuất phát điểm của mình, những khó khăn trong quá khứ là yếu tố để hình thành nên nhân cách và thành công của mình ngày hôm nay. Việc học thì cũng như là việc tập thể dục, đa số mọi người cứ nghĩ là phải đến trung tâm thể thao hay là phòng gym mới đầy đủ máy móc hiện đại thì mới tốt. Thực ra chúng ta vẫn có thể tập thể dục bằng cách chạy bộ, nhảy dây hay là chạy xe đạp mà. Học cũng như vậy, có điều kiện thì tốt hơn, nhưng nếu mình thực sự muốn làm điều gì đó thì dù trong điều kiện nào cũng có thể thực hiện được. Và trong năm qua thì cũng đã có những tấm gương, những câu chuyện vượt qua tất cả trở ngại để tỏa sáng như chia sẻ của Diệu Liên vậy. If you want any chance of walking away with gold. Nhà vô địch thế giới Lê Văn Công đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc khi vượt qua mức tạ 183 kg một cách khá dễ dàng. Cậu bé Lê Văn Công ra đời với đôi chân teo tóp, cả tuổi thơ phải đến trường trên lưng cha trước bao ánh mắt gièm pha của bè bạn. Không mặc cảm, tủi hổ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém may mắn và cần được ưu ái hơn người khác, Lê Văn Công vẫn đi học, đi làm, sinh hoạt bằng đôi tay rắn giỏi của mình. Cậu thường suy nghĩ, khi ý thức được mình thiếu đôi chân, thì đôi tay tôi đã mạnh mẽ lắm rồi. Với phương châm sống, hãy sống hết mình để khi bạn ra đi, vẫn có thể mỉm cười. Chị Bùi Thu Thủy được mọi người biết đến là người mẹ ung thư Leo Fansipan. Chị Thủy muốn chứng minh cho cậu con trai thấy rằng mẹ dù có ốm yếu như thế vẫn làm được điều mà người khỏe mạnh làm được. Còn bức tranh này được vẽ bởi Lê Minh Châu. Từ cậu bé khuyết tật ở làng Hòa Bình đến họa sĩ vẽ tranh bằng miệng trong phim tài liệu tranh giải Oscar. Một thế giới tràn đầy ước mơ, khát vọng sống của chàng trai khuyết tật đã được nữ đạo diễn Mars tái hiện trong bộ phim tài liệu Châu Beyond the Lights. Cái tên Lê Minh Châu đã được vang lên tại nhà hát Dublin, Mỹ khi bộ phim về anh lọt top 5 phim tài liệu xuất sắc nhất Oscar lần thứ 88. Những câu chuyện đã một lần nữa chứng minh khi chúng ta tự tin với chính mình thì khó khăn chỉ là động lực. Vậy trong mắt của quý vị, một người có những điều gì thì mới có thể tự tin, và một câu chuyện kỳ diệu thường phải được viết từ những con người như thế nào? Chúng tôi đã có một bài hát để tìm đáp án cho câu hỏi này. Khán giả sẽ được nghe một đoạn nhạc trong vòng 1 phút, sau đó miêu tả lại hình dung chung về tác giả của bài hát. Cái hình dáng của ông nhạc sĩ này rong ròng cao, gầy và tóc dài, có con mắt nhìn sâu thẳm, rất là điển trai, rất là đa tình, mà có thể là ông ấy đã qua cái thời trẻ trung một chút rồi, mới qua thôi. Đẹp vì thất tình, có đời sống nội tâm khá là tình cảm, có những cái cảm nhận rất là sâu lắng về cuộc sống ấy, về tình yêu ấy. Trẻ mà đã từng trải qua một cuộc tình, có lãng mạn, mái tóc dài và với đôi mắt u buồn. Tác giả đó là ai? Vâng, nào là điển trai, nào là đa tình, nào là lãng mạn. Vậy thì điều gì là đúng với chàng nhạc sĩ này đây? Tôi không muốn nói quá nhiều, chỉ mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Để có thể buông những phím đàn và chìm sâu trong những giai điệu đẹp do chính mình chơi, đối với Hùng là một điều kỳ diệu. 24 tuổi, bị bại não từ nhỏ. Cả tuổi thơ của Hùng phải chiến đấu với những cơn đau do chân tay co quắp. Nhiều lúc nản chí và hoài nghi về khả năng của chính bản thân mình, Hùng đã quay lưng và tự giấu những nỗi buồn. Cô đơn, buồn, có thể ở nhà thôi. Bây giờ vui hơn, trước kia đã chơi game rồi. Cảm nhận lúc em đỡ buồn hơn.
đã mua được. Và âm nhạc đã làm Hùng sáng tác say mê, quên hết tối ngày, quên cả những ngón chân đã mỏi nhừ vì sáng tác bài hát mới. Mẹ là người luôn ở bên cạnh bất cứ khi nào để giúp Hùng tự tin hơn. Tắm đuối không bao giờ nguôi, thế là chết gì không? Bạn ấy là chết. Bạn ấy chết á? Chỉ là ướt thôi, đúng không? Đang của ai tắn trước? Nó tắn trước. À, bạn ấy bạn. Em cảm thấy tin nhạc, nhạc bây giờ được. Có ích đưa đời hơn. Mình phải cố gắng hơn. Vì bố mẹ, vì tất cả mọi người yêu mình. Cuộc đời có những lúc này, lúc kia, mình mới vượt qua. Các bạn ơi, hãy cố gắng lên, tự tin vào chính mình nhé. Nhờ âm nhạc, Hùng đã tự tin hơn. Và giờ, chỉ còn những nụ cười hạnh phúc. Rồi đấy. Vâng, đời người thì cũng giống như là những phím đàn vậy, luôn hiện hữu cả đen và trắng, cả nét vui xen lẫn những nét buồn. Tự tin vào chính bản thân mình thì Vũ Quốc Hùng, hay còn gọi là Thiên Ngôn, đã tự tạo cho mình một bản nhạc riêng, bớt ưu tư mà chỉ có những nụ cười yêu cuộc sống. Ngay cả khi chịu quá nhiều thiệt thòi về sức khỏe thì tâm hồn của Thiên Ngôn vẫn đầy ắp tình yêu và muốn trao tặng tình yêu cho những người con gái khác, cho người mà Thiên Ngôn yêu mến. Và một năm qua, dù những thất bại hay là những án mây đen vẫn còn, nhưng mà Trúc Mai tin rằng là với tiêu điểm của ngày hôm nay thì quý vị sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn và hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới.